Ngày 21 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Trường An, 39 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu, về tội nhận hối lộ chạy án 2.500 đô la Mỹ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Đặng Trường An, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu, được phân công giải quyết vụ án Cao Văn Tuyển, Cao Thái Phát phạm tội, cố ý gây thương tích. Ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2019, An thông tin việc vụ án đã có kết luận điều tra chuyển qua Viện Kiểm sát truy tố để bị cáo Tuyển và người nhà bị cáo Phát đến nhà An nói chuyện, tìm cách giúp đỡ. Tại đây, ba mẹ Phát và Tuyển xin An cho cả Tuyển và Phát được hưởng án treo. An đề nghị phải lo tiền cho người bị hại 25 triệu đồng để có cơ sở xin tòa xử nhẹ. Ngày 30 tháng 7 năm 2019, qua điện thoại, An tiếp tục vòi thêm 80 triệu đồng để An nhờ bên tòa án giúp đỡ. Nhiều lần sau đó, An liên tục điện thoại cho Tuyển yêu cầu đưa tiền. Trong ngày này, sau khi mượn người quen được 2.500 đô la Mỹ, Tuyển điện thoại cho An hẹn thời gian, địa điểm để đưa tiền. Do thấy việc đưa tiền cho An là không đúng và bức xúc việc An liên tục điện thoại đòi tiền, Tuyển đã ghi âm các cuộc gọi nói chuyện với An. Ngày 2 tháng 8 năm 2019, Tuyển đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tố cáo An có hành vi đòi hối lộ. Chiều ngày 2 tháng 8 năm 2019, khi An nhận một bì thư có 2.500 đô la Mỹ do Tuyển đưa, thì bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt giữ, lập biên bản. Tại cơ quan điều tra, Đặng Trường An thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đặng Trường An không thừa nhận tội danh nhận hối lộ như cáo trạng truy tố, mà cho rằng bị cáo có hành vi phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa của bị cáo. Sau giờ nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt 5 năm tù về tội nhận hối lộ đối với bị cáo Đặng Trường An.